Xin kính chào tất cả các bạn. Thì để cho việc tiện cho việc theo dõi video trên cái kênh, cũng như là chúng ta xem để biết nhiều thông tin hơn, thì hôm nay xin nhắc các bạn để vào cái kênh thì các bạn truy cập vào tên Bonsai Việt. Các bạn tìm, nó xuất hiện một cái biểu tượng, đó là cái tên channel và cái biểu tượng ảnh kênh. Thì các bạn click vào đây để chúng ta, nếu các bạn có cần gì thì liên hệ với số điện thoại của tôi để trên màn hình. Cái thứ hai nữa, các bạn muốn xem nhiều video hơn thì các bạn vào đây, vào một video thì nó có nhiều cái nội dung các bạn có thể xem và click chọn ở bên dưới. Đây là tôi sẽ hướng dẫn cho những anh em mà xài smartphone các bạn, điện thoại thông minh. Đây có rất nhiều nội dung thì các bạn có thể xem những nội dung đây. Và để cho nó liên lạc cái thông tin như cùng chủ đề, tôi sẽ cho nó vào cái danh sách phát để nằm bên đây. Ví dụ kỹ thuật uống mai vàng thì các bạn vào đây nó sẽ có nhiều cái, ví dụ như là ghép niêm, ghép mặt nhỏ, ghép dáng thông, vân vân. Kỹ thuật chơi bonsai về cách xếp rễ, về cách tạo rễ dài để ký đá vân vân. Hoặc là ở dưới đây cách demo bonsai thì các bạn có thể tham khảo nhiều cái kiểu demo trong này. Là bonsai collection là cái bonsai sưu tầm trên ảnh internet và ngoài đời nó đẹp. Tổng hợp những cái video. Đây là dụng cụ bonsai. Còn bên dưới là tham quan chợ bonsai, là những nơi tôi đi được hay tôi quay lại những chợ ta trình diễn, ta mua bán cây cảnh bonsai. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Bonsai Việt trong thời gian qua. Chúc các bạn dồi dào sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.